Chào bạn, như các bạn đã biết thì nhu cầu chơi game trên những chiếc laptop thì đang ngày càng được rất nhiều bạn quan tâm bởi tính gọn nhẹ, tính linh động rất là cao. Vậy trong video này hãy cùng mình điểm lại 5 mẫu laptop đáng mua nhất trong phân khúc từ 10 đến 20 triệu đồng để các bạn có thể chiến game một cách mượt mà nhất. Và mức giá này thì mình tham khảo tại hệ thống Ngọc Nguyễn. Các bạn quan tâm đến sản phẩm thì có thể truy cập website ngocnguyen.vn. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu video nhé. Đứng đầu trong danh sách này cũng là cái thiết bị có mức giá rẻ nhất, đó chính là chiếc Dell Inspiron 7548. Nếu các bạn đang cần tìm cho mình một mẫu laptop vừa mạnh mẽ, vừa chơi game mượt mà, cùng với thiết kế đẹp mắt, thời trang, kiểu dáng gọn gàng trong một mức giá mềm, thì Dell Inspiron 7548 rất đáng để cân nhắc. Thiết bị này mang đến cho một chúng ta một cái thiết kế rất là đẹp mắt, sang trọng, dễ cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sử dụng kim loại nhiều nên là hứa hẹn khả năng tản nhiệt rất tốt. Cấu hình của thiết bị được đề xuất bao gồm RAM là 6GB, V-Series i5-5200U, card AMD R7-M270 4GB, màn hình 15,6 inch HD, ổ cứng 500GB cùng với nhiều cổng kết nối thông dụng. Hiện tại thì mẫu laptop này đang có mức giá khoảng 10,5 triệu đồng. Tiếp theo trong danh sách này đó chính là chiếc Dell Inspiron 7559. Đây là một trong những dòng laptop cao cấp nhất thuộc dòng Inspiron và được thiết kế đặc biệt để hướng tới đối tượng game thủ. Dell Inspiron 7559 ngay lập tức đã chinh phục được các tín đồ Master Race khi mà toát lên vẻ đẹp chuyên nghiệp đầy cá tính với sự phối hợp màu rất là hài hòa giữa màu đen và màu đỏ. Bên cạnh đó thì thiết bị còn hội tụ những yếu tố để có thể chinh phục tốt những cái tựa game nặng nề về đồ họa, tỏa sức tung hoành trên mọi chiến trường game hiện tại như là phần cứng chất lượng cao, độ gia công rất là tốt và đặc biệt đó chính là tản nhiệt, giúp chúng ta có thể chơi game nặng liên tục trong thời gian dài mà không sợ ảnh hưởng đến nhiệt độ. Cấu hình của chiếc máy này bao gồm màn hình 15,6 inch Full HD, tuyệt đẹp, card đồ họa là GTX 960M 4GB, ổ cứng 1TB, RAM là 8GB cùng với hai tùy chọn bộ vi xử lý đó chính là i5-6300HQ và i7-6700HQ. Hiện tại thì Dell Inspiron 7559 đã được bán ra với mức giá khoảng 14,9 triệu đồng cho phiên bản Core i5 và 19 triệu đồng cho phiên bản Core i7. Tiếp đến là Dell Inspiron 5559. Đây là một chiếc laptop giá rẻ, chất lượng cao mà bạn có ngân sách hạn hẹp nên cân nhắc trong tầm giá khoảng 10 triệu đồng. Dell Inspiron 5559 mang đến đầy đủ những yếu tố cần thiết để trở nên nổi bật như là thiết kế mang đường nét sang trọng với vỏ kim loại sáng bóng nhưng vẫn khá là hầm hố, dày mình, tạo cảm giác chắc chắn, an tâm cùng cái sự kết hợp phần cứng rất là tốt để mang đến trải nghiệm chơi game, giải trí ở cường độ cao nhưng vẫn rất mượt mà. Một laptop thứ tư mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Asus ROG GL551. Dòng laptop ROG của Asus đã không còn là cái tên xa lạ với các game thủ bởi thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp, chất lượng phần cứng cao cấp thuộc hàng bậc nhất trên thị trường cùng với thương hiệu danh tiếng đã được các rất nhiều chuyên gia đánh giá cao. Một laptop ROG GL551 thực sự đáp ứng rất tốt cả hai tiêu chuẩn về khả năng phục vụ chơi game nhưng vẫn có một thiết kế gọn gàng đáng ngạc nhiên và đặc biệt mức giá hiện tại là rất tốt trong một cái cấu hình cực kỳ mạnh mẽ. Cấu hình của máy tính này bao gồm màn hình 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS, vi xử lý i7-4710HQ, RAM là 8GB, card đồ họa rời đó chính là GTX 860, ổ cứng kép SSD 128GB và HDD 1TB, thoải mái lưu trữ dữ liệu. Hiện tại, mẫu laptop cực kỳ mạnh mẽ của Asus đang được bán ra với mức giá khoảng 15,6 triệu đồng. Và cuối cùng đó chính là Asus ROG GL552ZX. Chiếc laptop kế thừa từ danh tiếng đi trước của mẫu GL551 đã tiếp tục khẳng định được hình ảnh của mình trong mắt các game thủ. Asus ROG GL552ZX thực sự chuyên nghiệp với thiết kế hầm hố, xù xì, bền bỉ với hệ thống tản nhiệt tuyệt vời giúp đảm bảo hiệu năng làm việc nặng nề trong thời gian dài, sức mạnh phần cứng cực kỳ mạnh trong một cái trọng lượng khá là đáng ngạc nhiên đó chính là 2,4kg. Cấu hình của chiếc máy này bao gồm màn hình 15,6 inch, RAM là 8GB, V-Series i7-4720HQ, ổ cứng 1TB, card đồ họa rời GTX 950M, mạnh mẽ. Hiện tại thì mẫu laptop này đang được bán ra chỉ khoảng 15,8 triệu đồng. Đây là lựa chọn tuyệt vời nhất nếu các game thủ yêu cầu hiệu năng cao cùng với thiết kế gọn nhẹ. Và vừa rồi là tổng hợp của mình về 5 mẫu laptop đáng mua nhất trong phân khúc từ 10 đến 20 triệu đồng để dành cho những bạn chuyên chơi game, cày game. Nếu mà quan tâm đến sản phẩm thì các bạn hãy truy cập vào website ngocnguyen.vn để tham khảo giá bán cùng với các khuyến mại đi kèm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.